Mình sinh năm 1991. Wow. Nhưng mà hơi ăn da một chút bởi vì mình sinh giữa tháng 12 nên là hiện giờ. Chị em ơi, chị xin lỗi chị cắt lời tí nha. Em sinh năm 97. À, 97 và 91 không hợp tuổi nhau. 91 lắm ý. Không hợp tuổi. Có trưởng nói là 97 và 91 không hợp tuổi. À, 96. À, cũng cái đấy cũng không hợp luôn. 96 cũng ấy. Không hợp ạ. Tôi nghĩ chuyến bay này bay chắc 8 tiếng hồi chưa tới nơi nữa quá. Cái bà này bà phá cơ trưởng hoài. Anh ơi, em lại xin phép anh lại có thể bỏ chân xuống được không ạ? Để anh để chúng em phải nhắc nhiều quá. Cảm ơn anh ạ. Xin lỗi nhé. Thế bây giờ lại tiếp tục ạ, chiều cao cân nặng của cơ trưởng thế nào ạ? Mình cao 1m79. Mình thực ra mới lên cơ trưởng được 1 tháng. Thì trước khi lên cơ trưởng thì là 73 kg, và sau khi lên cơ trưởng một cái thì sụt mất 3 kg. Tại sao lên cơ trưởng lại sụt đi 3 kg ạ? Chắc vì nhiều hành khách vui quá nên là bị sụt ký. Nhiều hành khách, như là nhiều hành khách ngày hôm nay quá thì vâng, thế nên là hơi vất vả đúng không ạ? Gì đấy ạ? Cái tướng hôm nay cứ thấy nhắc đến khen người ta đẹp trai một bĩu môi không à, làm vườn lại còn đấy, giỏi thì ra đo người ta đi xem body ai đẹp hơn hay xem mặt ai đẹp hơn à? Nói phải nói chứ, nông dân đẹp trai hơi bị nhiều á nha. Tóc tai vuốt vuốt đồ như ca sĩ Hàn Quốc luôn, đừng có giỡn nha. Đã nói rồi, đẹp trai lắm, đừng có giỡn nha. Anh muốn ra đây làm gì đấy ạ? Dạ đi vệ sinh. Dạ anh ơi, vệ sinh ở phía cuối máy bay ạ, phía đuôi máy bay ạ, không phải ở trên khoang hành lái ạ. Trời khó quá, máy bay tôi tưởng đâu máy bay chuyên cơ riêng của tôi muốn đi đâu tôi đi chứ. Hai anh chị có thể giữ trật tự trên chuyến bay của chúng em được không ạ? Chuyến bay này là chuyến bay không hút thuốc và chuyến bay giữ trật tự ạ. Bây giờ mở cửa sổ cho nó mát đi, mở cửa sổ cho nó mát đi, nóng quá. Cơ trưởng ngày hôm nay cái tâm trạng khi mà điều hành chuyến bay này thế nào ạ? Hôm nay mình cũng thực ra cũng hơi bị run. Tại vì bình thường thì những hành khách, cơ trưởng thì chỉ biết tập trung vào việc bay thôi, việc bay lượn thôi. Hiếm khi nào mà mình có cơ hội được giao lưu với hành khách. Ngày hôm nay thì bởi vì có hai hành khách rất là đặc biệt nên là mình sẽ lấy cái cơ hội này để mình hiểu thêm, cũng như là để mình biết được xem là những cái hành khách của chuyến bay của mình, người ta có những cái thắc mắc gì dành cho mình, và mình sẽ có cái cơ hội đấy để mình giải thích. Đây là những món quà được bán trên những chuyến bay bình thường của hãng hàng không của mình. Mình cũng bông rất là xin dễ giới thương. Thiệu một chút. Ngày hôm nay món quà lớn nhất là đây là một chiếc máy bay mô hình. Nó rất là đặc biệt với mình, không phải chỉ vì nó là chiếc máy bay mà hiện tại mình đang đảm nhiệm trách điều hành, mà đây là máy bay được lấy theo nguyên mẫu của một chiếc máy bay ngoài đời thật, tên là VNA 561. Chiếc bay này thì cũng tương đối đặc biệt với mình bởi vì mình là người đã lấy cái máy bay này về từ Singapore về lại Sài Gòn trong chuyến bay đầu tiên, mà anh em ở trong nghề thì hay gọi là rước dâu về nhà chồng. Nên là nó làm theo rất là nguyên mẫu. Đây là chiếc máy bay Airbus 320 với bạn để ý cái cánh thì nó hơi cong lên một chút. Đây là cái edit mới nhất của 320, nó gọi là Sharklet, giúp tiết kiệm xăng cũng như là mình áp dụng thêm những cái tiêu chuẩn hiện đại hơn. Nói vui vui rằng là đây chính là cô dâu đầu tiên của anh đúng không ạ? Đúng rồi, đây là cô dâu đầu tiên đúng không ạ? Mà mình được có vinh dự được mang về Việt Nam. Vâng, thế còn chú gấu bông rất là xinh xắn, trông giống y hệt cơ trưởng. Trông cũng giống đúng không? Tại vì bây giờ các bạn ở trên mạng thì rất là hay thắc mắc là hay kêu ca là mình không có gấu. Nên là và mơ ước là có gấu là làm phi công, cho nên là ngày hôm nay mình mang đến một chú gấu phi công luôn, đạt được tiêu chuẩn cả hai. Thế còn đây ạ, đây là gì ạ? Đây là một chiếc máy bay. Nếu mà nói về gấu phi công thì cũng phải nói về máy bay đúng không? Chiếc máy bay này thì rất là dễ thương và rất là hợp để các bạn tặng cho các em nhỏ ở nhà. Vâng, và thông thường ý, đây là những món quà chắc chắn sẽ dành tặng cho những quý khách có mặt và theo dõi diễn biến chuyến bay của chúng tôi ngày hôm nay. Thế nhưng mà thông thường thì bao giờ cũng thế, các chuyến bay thì sẽ đưa ra những câu hỏi dành cho các hành khách. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì là một chuyến bay đặc biệt, chính vì thế và cơ trưởng chính là người đưa ra những thử thách dành cho các hành khách, và cũng anh cũng chính là người giải đáp các đáp án đó luôn dành cho các hành khách. Và nếu như hành khách nào mà tương tác với chúng tôi trả lời đúng những câu hỏi đó thì sẽ dành được những phần quà rất là đặc biệt của chuyến bay ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tôi báo cáo cơ trưởng ạ. Bây giờ thì chúng tôi có một cái
báo cáo với cơ trưởng là như thế này. Đó là video clip vừa rồi mà chúng ta đang quay với cả hai hành khách đấy. Hiện tại là đã có được 58 share và 700 like rồi. Bây giờ cơ trưởng thử đoán xem là từ giờ cho đến lúc mà chúng ta đáp đất ấy, thì là sẽ được bao nhiêu share ạ? Bây giờ thì đang là 71 share rồi. 71 share rồi, vừa rồi từ nãy giờ là 5 phút đi. Mình cứ cho lên mình sẽ có thêm khoảng 4 lần như vậy. 300 share. 300 share. Vâng, cơ trưởng của chúng tôi ngày hôm nay thì hy vọng là sẽ được 300 share cho video clip đó. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem rằng là từ giờ cho đến khi mà chuyến bay này kết thúc và đáp đất thì có được 300 share không?